Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 20 tháng 1 năm 2019 tại đường Duy Tân, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, bốn đối tượng đi trên hai xe máy chặn đường dùng tay chân đấm đá khiến anh Đào Xuân Dũng, sinh năm 1997, ở 2 trên 75 phố Duy Tân, phường Nam Ngạn bị thương và cướp của anh một chiếc xe máy Yamaha, một điện thoại di động, và một ví da bên trong có 200.000 đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Ngay sau khi nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Thanh Hóa đã tập trung lực lượng tiến hành điều tra xác minh làm rõ. Đến 16 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2019, công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ cả bốn đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn nói trên gồm Nguyễn Thịnh Tuấn sinh năm 1989, Nguyễn Văn Chiến sinh năm 1991, Nguyễn Hiếu Tuấn sinh năm 1989 đều ở huyện Nông Cống và Đào Thế Hoàng sinh năm 1991 ở phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa. Đồng thời, thu hồi được chiếc xe máy bọn chúng đã cướp của anh Đào Xuân Dũng. Tại cơ quan công an, bước đầu có 4 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Khoảng 15 giờ 45 phút hôm qua ngày 21 tháng 1, tại quốc lộ 47 đoạn qua địa bàn phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Khắc Thắng, sinh năm 1991 ở Thanh Trì, thành phố Hà Nội, đang tàng trữ gần 4 kg pháo nổ trái phép. Tại chỗ, lực lượng công an đã thu giữ 4 hộp pháo giàn do Trung Quốc sản xuất. Theo lời khai của Nguyễn Khắc Thắng, thì số pháo nói trên được mua từ Trung Quốc về Thanh Hóa để đốt trong dịp Tết Nguyên đán kỷ hợi 2019. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an phường An Hoạch thành phố Thanh Hóa điều tra xử lý theo thẩm quyền. Liên tiếp trong những tháng cuối năm, các lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý nhiều vụ vi phạm về thực phẩm bẩn, trong đó đa phần là các sản phẩm từ thịt lợn. Chỉ trong đợt cao điểm về kiểm soát an toàn thực phẩm từ ngày 15 tháng 12 đến nay, các lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý và tiêu hủy nhiều vụ vi phạm về thực phẩm bẩn với số lượng trên 3,3 tấn điều đáng nói qua các vụ việc được phát hiện cho thấy không chỉ thịt lợn kém chất lượng không có dấu hiệu kiểm dịch thậm chí cả thịt lợn ôi thiêu biến đổi màu sắc mùi vị lợn bị nhiễm bệnh nhưng vẫn đưa vào lưu thông buôn bán cho người tiêu dùng một trong những nguyên nhân khiến tình hình này gia tăng là do chế tài xử phạt chưa đủ sức gian đe trong khi lợi nhuận cao nên nhiều người vẫn bất chấp cố tình vi phạm để kiểm soát việc vận chuyển lưu thông mua bán sử dụng thịt lợn kém chất lượng không rõ nguồn gốc mang mầm mống dịch bệnh các lực lượng chức năng đã thành lập các đoàn kiểm tra hoạt động giết mổ chế biến thịt lợn đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức ý thức chấp hành pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm nếu như mọi năm, thời điểm này ở các vườn quất ở hai xã Hợp Lý và Hợp Tiến đã được thương lái thu mua hết, thì năm nay những người trồng quất ở đây đang rất lo lắng khi chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán mà vẫn còn đến 70% số quất chưa bán được. Đây là năm đầu tiên ông Hùng phải treo cả biển, ghi số điện thoại liên lạc để bán quất. Thế nhưng, đến giờ, ông cũng mới chỉ bán được 300 cây trong tổng số gần 2.000 cây quất của gia đình. Đây cũng là thực trạng chung của các hộ trồng quất trên địa bàn xã Hợp Lý. Năm ngoái bằng giờ là tôi bán cất hết, thương lái hết rồi. Nhưng mà năm nay thật quái và nói là tôi mới bán được 3 400 cây thôi. Cũng không không nó rẻ nó không có ai mua cả. Còn tại xã Hợp Tiến, thay vì cảnh tấp nập xe ra vào chở quất như mọi năm, thời điểm này các vườn quất đều rất trầm lắng. Mặc dù năm nay các vườn quất phát triển khá tốt, mẫu mã đẹp nhưng cũng mới chỉ bán được khoảng 30%. Như nhà tôi thì uh, trồng quất thì hơn 20 năm nay rồi. Nhưng mà mỗi năm là cứ tháng 11 thì thương lái đã đặt mua hết. Nhưng năm nay thì như mọi uh, ngày thì cứ tiếp khoảng 20 người đến hơn 20 người vào người ta chỉ xem thôi. Nhưng mà thị trường thì ế đến nay là không bán được. Mà nhà tôi là còn mấy trăm cây nữa. Theo các chủ vườn trồng quất lâu năm, nguyên nhân chính khiến quất tiêu thụ chậm là do năm nay nhiều địa phương khác trong tỉnh cũng trồng quất cộng với lượng quất cảnh từ các tỉnh khác đưa về nhiều nên nguồn cung khá dồi dào bên cạnh đó dù có thương hiệu trong tỉnh nhưng mẫu mã chất lượng của vùng quất triệu sơn không thể cạnh tranh với các tỉnh ngoài trong khi thị hiếu khách hàng ngày càng cao Năm 2019, huyện Tĩnh Gia được Ủy ban dân tỉnh giao giải phóng mặt bằng đối với 91 dự án với tổng diện tích đất phải giải phóng mặt bằng là 1071,61 ha. Để hoàn thành kế hoạch được giao, huyện Tĩnh Gia đã đặt quyết tâm chính trị cao và triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Theo đó, huyện Tĩnh Sa sẽ tập trung giả soát, phân loại các dự án theo thứ tự ưu tiên, các nhóm dự án đầu tư khác và từng nội dung công việc cụ thể. Trên cơ sở đó, làm tốt công tác phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh, ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết các khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của nhà nước về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, huyện sẽ triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án quan trọng chuyển tiếp từ năm 2018, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai giải phóng mặt bằng các dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc Nam phía đông tỉnh Thanh Hóa trên địa bàn huyện Tĩnh Sa, công trình đường dây 500 kV đấu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ thống điện quốc gia, các dự án khu tái định cư tại các xã thị trấn đồng thời làm tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý quy hoạch trật tự xây dựng năm 2019, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án phục vụ quá trình phát triển của khu kinh tế Nghi Sơn. Thực hiện kế hoạch số 266 của Giám đốc Công an tỉnh về việc cao điểm phòng chống cháy nổ dịp Tết Nguyên đán kỷ hợi và các lễ hội đầu năm 2019, Công an huyện Lang Chánh đã chủ động các phương án để sẵn sàng ứng phó với những diễn biến phức tạp trong những ngày Tết qua tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn các chợ, siêu thị, cơ sở kinh doanh xăng dầu và khí đốt hóa lỏng, các hộ kinh doanh, các hộ gia đình có kho dự trữ hàng hóa phục vụ Tết đã mua mới, trang bị thêm gần 150 bình chữa cháy. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Lang Chánh đã tổ chức 11 cuộc họp tuyên truyền giáo dục quần chúng nhân dân hiểu rõ tính chất nguy hiểm tác hại của các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ với trên 1.200 lượt người tham gia. Qua đó, vận động người dân tự giác giao nộp 216 khẩu súng, vũ khí, vật liệu nổ các loại cho cơ quan chức năng. Bản tin 18 giờ 30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Mứt Tết, bánh kẹo 30, không nhãn mát, không nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng, đang được bày bán tràn lan tại nhiều tuyến phố và các chợ lớn nhỏ ở Hà Nội với giá thành rẻ. Để đảm bảo sức khỏe cho người thân và gia đình trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, các chuyên gia cảnh báo, khi mua thực phẩm, hàng hóa, người tiêu dùng cần lưu ý đến chất lượng bao bì, nhãn mát, hạn sử dụng, nguồn gốc, địa chỉ nhà sản xuất. Bởi với những loại thực phẩm 3 0 thường thì các chất phụ gia sẽ được dùng không đúng cách, quá liều lượng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người tiêu dùng. Chiều ngày 21 tháng 1 trên tuyến quốc lộ 5, đoạn qua địa bàn xã Kim Lương, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do tài xế Lương Văn Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng điều khiển, xe tải mang biển kiểm soát 29C 71953 đâm vào đoàn cán bộ xã Kim Lương đang đi viếng nghĩa trang. Vụ tai nạn khiến 8 người tử vong và 7 người khác bị thương. Công an tỉnh Hải Dương cho biết, theo kết quả xét nghiệm ban đầu, tài xế lái xe tải dương tính với ma túy. Sáng ngày 21 tháng 1, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra tại công trình xây dựng tòa nhà cao tầng ở đường Châu Thị Tế, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, khiến ba người tử vong. Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, vào khoảng 7 giờ 15 phút, một nhóm công nhân gồm hai nam và một nữ đang đổ bê tông ở tầng 4 của tòa nhà thì bất ngờ rơi xuống đất. Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời thực hiện công tác hỗ trợ cho gia đình nạn nhân tử vong để tổ chức hậu sự. Cũng tại tỉnh An Giang, lực lượng công an huyện Phú Xuân vừa đột kích bắt quả tang 16 người đang đánh bạc ăn tiền bằng hình thức đá gà tại xã Phú Tây. Sới bạc này nằm sâu trong khu đất đồi có người cảnh giới. Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt giữ 16 đối tượng, thu nhiều vật dụng dùng cho đá gà, 36 xe mô tô các loại và hàng chục triệu đồng. Cảnh sát hình sự công an Quảng Ngãi vừa bắt giữ 7 đối tượng ở xã Nghĩa Hòa, huyện Tư Nghĩa đã tham gia vụ hỗn chiến làm một người chết. Trước đó vào tối ngày 15 tháng 1, khi nghe tin anh ruột là Phạm Viết Cường bị đánh, Phạm Việt Vương đã rủ sáu đối tượng mang theo nhiều mã tấu gặp nhóm Phan Tuấn Tiên ở thị trấn La Hà đang uống rượu, hai bên cãi vã và dẫn đến xô xát chém nhau. Vụ hỗn chiến làm Phạm Quốc Tiến ở huyện Tư Nghĩa bị chém tử vong. Lực lượng công an đã kịp thời có mặt truy bắt nhóm đối tượng gây án. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18h30 tại địa chỉ website truyền hình thanh vn Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18h30 gmail com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 253636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.